Vậy xin chào tất cả các em. Các em ơi, các em nhớ biết một cái đảng này gì không các em? Hôm nay là ngày gì nhỉ? Hôm nay là ngày gì? À, hôm nay là ngày Tết Trung Thu. Và Tết Trung Thu thì có bắt nguồn từ Trung Quốc. Và hôm nay anh mình từ trên Tung Trăng xuống đây để chơi với cả các em. Và mỗi khi hè kết thúc và mùa thu đang xa, tiếng trống trường đã rộn rã và tất cả chúng ta lại đến trường. Và một mùa thu lại đến và chị Hằng cũng như là chú Quậy lại xuống đây trần gian để cùng vui chơi với các em. Và hôm nay tại khu vực dân cư xóm Chùa, phường Đồng Vương, thành phố Nam Định thì chúng ta lại tân tưng tổ chức đêm hội trăng rằm nhằm mục đích tạo sân chơi bổ ích cho các em sau ngày hè và những ngày học tập thật là vất vả. Và để cho chương trình được thành công rất là tốt đẹp hôm nay thì thay mặt các bạn nhỏ ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình bà Ngân, bà Phương, bà Loan, ông Hải, bà Huệ, chị Phương Tuấn, chị Hiền, anh Khá, chị Trung Duyên, anh chị Trường Duyên, anh chị Dũng Phi, anh Tuấn đã có những ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần cho đêm hội trăng rằm hôm nay. Và thay lời cảm ơn xin tất cả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn nào. Và để mở đầu tiết mục đêm hội trăng rằm hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng một tiết mục rất đặc biệt, rất hấp dẫn đến từ các bạn nhỏ của khu dân cư xóm Chùa bên Chùa chúng ta biểu diễn, đó là tiết mục muốn ăn cho mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng ở đấy nhá con nhá. Rồi xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho bạn nhỏ Quỳnh Hương. Một tràng pháo tay lớn nào. Rồi xin cảm ơn con. Và tiếp theo chương trình tối nay với một tiết mục rất đặc biệt chào đón đêm hôm trong rằm, xin mời một bạn nhỏ đó là bạn Boom. Mời con lên đây. Bạn nhỏ này rất xinh đẹp, có tiếng danh ở nhà như là Boom. Và bạn Boom nay sẽ gửi tới tất cả ông bà, bố mẹ và các anh chị một tiết mục rất đặc biệt. Rồi.
đến với một tiết mục vô cùng hấp dẫn sẽ do tất cả các ông bà, anh chị, bố mẹ và toàn thể các nhỏ sẽ cùng trình bày. Đó là một tiết mục đến từ một đất nước rất gần chúng ta, đó là đất nước bạn Lào. Và sau đây chúng ta hãy cùng hòa nhịp tấu lên những điệu múa năm lần thôi. Năm, tuyệt vời. Rồi.
Thank you.
Nam do các bạn nhỏ biểu diễn. Sương với đèn trong tay, em múa ca trong anh chàng rằng
đèn xanh lo với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trắng trắng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Đi trên cao dáng tròn xinh xinh, soi xuống chân ánh sáng dịu dàng, rằm thang tam bóng hằng trong sáng, em múa ca vui đón chị Hằng. Tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, em rước đèn này đến cung trăng. Tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, em rước đèn mừng đón chi hằng. Tết trung thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đón quay quần, đòi hạt sen bánh dèo đầy nhân, em muốn ăn bốn năm ba phần. Ngọt thơm như bánh dèo bánh nướng, ngọt cay như mứt gần mứt bi, ăn mát lòng lại thấy vui thêm. Hạt dưa nghe căng nổ lớp đớp, người vui hoang nói cười hấp tấp, bao tấm lòng mừng đón trăng rằm. Phố phường lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm. Đèn ông sao với đèn ca chép, đèn thiên nga với đèn bướm bướm, em rước đèn này đến cung trăng. Đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trắng trắng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Đi trên cao dáng tròn xinh xinh, soi xuống chân ánh sáng dịu dàng, rằm thang tam bóng hằng sang, em múa ca vui đón chị Hằng. Tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, em rước đèn này đến cung trăng. Tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, tùng dinh dinh các tùng dinh dinh, em rước đèn mừng đón chị Hằng. Tết trung thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đón quay quần, đòi hạt sen bánh dèo đầy nhân, em muốn ăn bốn năm ba phần. Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng, ngọt cay như mứt gần mứt bi, ăn mát lòng lại thấy vui thêm. Hạt dưa nghe căng nổ lớp đớp, người vui hoang.